Tối ngày 17 tháng 4, công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động lực lượng chốt chặn các ngã đường để vây bắt một nghi phạm táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 50 phút tối cùng ngày, tại thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, một nghi phạm đi ô tô đến đậu trước cửa tiệm vàng Kim Sơn Hiền. Người này mặc quần ngắn, áo dài tay, bịt mặt, sau khi đến trước tiệm vàng ít phút thì lao vào đập vỡ tủ kính và cướp vàng rồi rời khỏi hiện trường. Khi nghi phạm đang rời đi thì chủ tiệm phát hiện sự việc và tri hô, nhưng nghi phạm đã nhanh chân lên ô tô tẩu thoát. Vụ việc cướp tiệm vàng xảy ra tại địa bàn thị trấn Ngàn đã thu hút sự quan tâm của người dân. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Lúc 22 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 4, một cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với lực lượng chức năng để phong tỏa các ngã đường truy bắt nghi phạm.